Tính đến 22 giờ ngày 7 tháng 9, Công an Hà Nội tiếp nhận hơn 170 tin báo, trong đó có hơn 154 vụ cứu nạn, cứu hộ do ảnh hưởng của bão Yagi. Cảnh sát đã điều hơn 2.000 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tham gia cứu hộ. Sáng 8 tháng 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngay từ chiều 6 tháng 9, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thủ đô đã triển khai công tác ứng phó với siêu bão Yagi. 100% cán bộ chiến sĩ các đơn vị trên địa bàn được huy động tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do bão gây ra. Cụ thể, tính đến 22 giờ ngày 7 tháng 9, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố đã tiếp nhận hơn 170 tin báo, trong đó có hơn 154 vụ cứu nạn, cứu hộ do ảnh hưởng của bão Yagi như cây đổ, gãy, lật, bay mái nhà. Qua đó đã điều động trên 290 lượt xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phương tiện phá dỡ, cứu nạn, cứu hộ, với hơn 2.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia công tác cứu nạn cứu hộ. Cảnh sát cũng trực tiếp xuống hiện trường để tuyên truyền, vận động, sử dụng cano hỗ trợ người dân làng chài ven sông Hồng di chuyển đến khu vực an toàn. Trong ngày 7 tháng 9, bão số 3 Yagi đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản. Đến tối cùng ngày, nhiều địa phương ở các tỉnh thành trên vẫn chưa thể cấp điện trở lại, nên cơ quan chức năng chưa thể cung cấp chính xác thiệt hại do bão. Qua thống kê sơ bộ của tỉnh Quảng Ninh, khi bão số 3 đổ bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, 118-149 km/h, giật cấp 16, khiến hàng nghìn cây xanh bị gãy đổ, hàng loạt cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện trên địa bàn tỉnh có công trình bị hư hại. Điển hình như cung quy hoạch triển lãm tỉnh Quảng Ninh được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, bị thổi bay mái, hay toàn bộ mặt trước của trụ sở công ty than Hòn Gai cao 11 tầng đã không còn tấm kính nào. Đáng chú ý, sức công phá của bão số 3 làm vỡ kính nhiều tòa nhà cao tầng, chung cư, thổi bay ban công, khiến người dân phải sơ tán hoặc rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Ông Nguyễn Thành Tùng, 52 tuổi, trú thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: "Hàng chục năm sinh sống tại Hạ Long, tôi mới chứng kiến cơn bão khủng khiếp đổ bộ vào đây. Có vẻ như mọi người đã dự báo chưa sát với sức công phá của bão, khiến thiệt hại là rất lớn. Chứng kiến cảnh nhà hàng sau bao năm xây dựng bỗng đổ sập, anh Hoàng Trọng, 39 tuổi, chủ nhà hàng Bảo Ngân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, nghẹn ngào: "Tôi nghe hàng xóm nói nhà hàng bị đổ sập, vội chạy đến nơi thì thấy cảnh hoang tàn. Nhiều ô tô của hàng xóm đỗ trước cửa cũng bị vạ lây khi gạch rơi trúng." Lúc 19h30 ngày 7 tháng 9 tại Quảng Ninh, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, mưa bắt đầu nặng hạt, gió thổi vẫn rất mạnh, điện lưới chưa được cấp trở lại, hệ thống giao thông hỗn loạn, sóng điện thoại không ổn định, chưa thể thông suốt. Theo Công ty Điện lực Quảng Ninh, do ảnh hưởng của gió rất mạnh và mưa lớn của bão số 3, nhiều đường dây truyền tải điện 500 kV và 220 kV tại Quảng Ninh bị sự cố. Một số đường dây được chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn. Sau khi bão đi qua và gió mạnh giảm dần, việc khôi phục vận hành và cung cấp điện sẽ được khẩn trương triển khai. Không chỉ thành phố Hạ Long, nhiều địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ninh cũng chịu hậu quả lớn do bão số 3 gây ra. Tại huyện Hải Hà, có khoảng 60 nhà dân, trụ sở cơ quan, trường học bị tốc mái tôn. Một nhà dân tại xã Quảng Long đang thi công dở bị sập. Trên 300 cây xanh tại các tuyến quốc lộ 18A, các tuyến đường xã, thị trấn bị gãy đổ, nhiều biển quảng cáo bị đổ và hỏng. Các xã, thị trấn hiện đang bị mất điện diện rộng do có 20 điểm dây điện bị đổ do cây đè vào làm đứt dây điện. 5 cột điện hạ thế bị đổ, 5 cột đèn chiếu sáng bị cong. Trong khi đó, huyện đảo Tiền Tiêu, Cô Tô chưa thể khắc phục liên lạc. Thời điểm 17 giờ ngày 7 tháng 9, qua thông tin nhanh của địa phương này cho biết, toàn huyện bị mất điện, không có tín hiệu viễn thông. 6 tàu tại khu vực Âu Tàu bị đắm, khoảng 100 nhà dân, trụ sở, trường học, khách sạn bị tốc mái tôn, chưa có nhà bị sập, trên 80 cây xanh bị gãy đổ, hiện không có thiệt hại về người. Trước hậu quả nặng nề do bão số 3 gây ra, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã huy động khoảng 2.000 người dọn dẹp đường phố và khẩn trương khắc phục các sự cố cấp thiết như điện lưới, viễn thông để ổn định đời sống. Tuy vậy, chính quyền cũng cảnh báo người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà trong lúc thời tiết xấu để đảm bảo an toàn. Ghi nhận vào lúc 20 giờ cùng ngày, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thể có điện lưới, hệ thống siêu thị, cửa hàng ngừng bán. Nhiều người dân cố đi tìm kiếm nguồn thực phẩm đều rất khó khăn do đường phố hỗn loạn, không có liên lạc viễn thông. Sáng 7 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo chống bão số 3 tại Sở Chỉ huy Tiền Phương đặt tại thành phố Hải Phòng. Theo thông tin từ Sở Chỉ huy, đến sáng 7 tháng 9,
Gió tại huyện đảo Bạch Long Vĩ cấp 12, giật trên cấp 12. Nhiều cây cối, mái nhà tôn bị lật. Trong khu nội thành gió cấp 8, cấp 9. Tại Cát Bà, Đồ Sơn, gió đạt cao hơn. Điện một số khu vực tại huyện Cát Hải bị cắt. Hải Phòng đã di rời 23.500 người khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt là dân sinh sống tại khu vực chung cư cũ. Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng cho biết, bão số 3 di chuyển qua huyện đảo lúc 8 giờ cùng ngày. Tại huyện có gió mạnh khoảng cấp 12, giật cấp 13, 14, theo hướng Tây, Tây Nam, trời mưa nặng hạt. Ông Đông thông tin, tất cả các phương tiện tàu thuyền của ngư dân đã được neo đậu và đưa lên bờ an toàn. Qua quan sát của trạm radar 490, không phát hiện có phương tiện nào đang hoạt động trên vùng biển quanh đảo. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã tổ chức 3 cuộc họp và thành lập 2 sở chỉ huy tiền phương để chỉ đạo, triển khai các phương án phòng chống bão trên đảo và vùng biển quanh đảo, rà soát đảm bảo lương thực, thực phẩm, cơ số thuốc men dự trữ, phục vụ phòng chống bão số 2. Theo báo cáo nhanh từ Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ, đến trưa 7 tháng 9 không có thiệt hại về người. Về tài sản, một cơ quan bị tốc mái tôn, đổ tường bao, đổ cổng. Nhiều cây cối tại các tuyến đường và trong các cơ quan đơn vị bị đổ gãy. Ngay sau bão số 3 đi qua, Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ sẽ thống kê cụ thể. Tại huyện Tiên Lãng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện cho biết thiệt hại do bão số 3 gây ra là vô cùng lớn, đặc biệt là hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, huyện chưa có thống kê thiệt hại cụ thể. Đến 18 giờ ngày 7 tháng 9, các kênh thông tin liên lạc tại huyện đang bị gián đoạn. Theo ghi nhận sơ bộ, thiệt hại do bão gây ra tại Hải Phòng là rất nặng nề. Nhiều cây xanh, cột điện, biển quảng cáo trên các tuyến phố bị đổ gãy. Nhiều nhà mái tôn bị tốc mái, cửa kính nhà dân bị bung vỡ. Người dân đi lại trên đường bị gió xô ngã, có người bị thương bởi các đồ vật rơi xuống trên đường. Đáng chú ý, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Phòng cho biết, do ảnh hưởng của bão, nhiều khu vực, khu dân cư đã gặp sự cố gây mất điện. Toàn thành phố có hơn 500.000 khách hàng sử dụng điện, nhưng có hơn 400.000 khách hàng không thể sử dụng điện trong thời điểm này. Dự kiến sau khi bão tan, ngành điện Hải Phòng mới có thống kê cụ thể thiệt hại, cũng như đưa ra các phương án khắc phục. Nhiều người dân Hải Phòng sống xa quê rất lo lắng khi mất liên lạc trong nhiều giờ liền với gia đình, người thân ở tâm bão. Chị Nguyễn Thanh Hương, trú tại Hà Nội cho biết, trưa nay khi bão mới bắt đầu vào, tôi vẫn còn gọi điện thoại được cho mẹ để hỏi thăm tình hình. Nhưng đến khoảng 14 giờ, tôi không liên lạc được với bà nữa. Gọi cho mọi người thân khác ở Hải Phòng cũng đều không liên lạc được. Tôi rất lo lắng. Cùng chung tâm trạng, anh Bùi Văn Thái trú tại Hà Nội hoang mang. Mấy chục năm nay, tôi chưa từng thấy cơn bão nào mạnh như thế này. Giờ là tối muộn rồi, tôi cũng chưa thể gọi điện cho người thân ở Hải Phòng. Chứng tỏ các mạng trên vẫn chưa thể phục hồi. Người dân Hải Phòng gần như bị cô lập về liên lạc với tỉnh ngoài, cũng như với ngay trong thành phố. Chiều tối ngày 7 tháng 9, liên hệ với lãnh đạo huyện Cát Hải, quận Đồ Sơn để có thông tin sơ bộ về thiệt hại do bão số 3 gây ra. Nhưng đến 19:30 cùng ngày, đều không liên lạc được. Bão số 3 đạt cường độ cấp 16 trên Biển Đông. Tối ngày 6 tháng 9, bão đi vào Vịnh Bắc Bộ với cường độ rất mạnh, cấp 14 giật cấp 17. Hồi 16 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão trên đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, cường độ cấp 11 đến 12, giật cấp 15. Gió thực đo 16 giờ ngày 7 tháng 9, Phủ Liễn, Hải Phòng cấp 9, Hòn Dấu, Hải Phòng cấp 6, Cô Tô, Quảng Ninh cấp 7, Cửa Ông, Quảng Ninh cấp 8, Bãi Cháy, Quảng Ninh cấp 9, Uông Bí, Quảng Ninh cấp 10, Thái Bình, tỉnh Thái Bình cấp 6, Nam Định, tỉnh Nam Định cấp 6. Về mưa, từ 7 giờ ngày 7 tháng 9 đến 17 giờ ngày 7 tháng 9, Bắc Bộ có mưa từ 60 đến 90 mm. Do ảnh hưởng của bão số 3, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Đầm Hà, Quảng Ninh 173 mm, Cát Bà, Hải Phòng 198 mm, Tiền Hải, Thái Bình 301 mm, Lương Tải, Bắc Ninh 130 mm. Dự báo chiều và đêm ngày 7 tháng 9, bão số 3 sẽ di chuyển vào đất liền. Đến 4 giờ ngày 8 tháng 9, cấp 8, giật cấp 10 trên đất liền phía Đông Bắc Bộ. Từ chiều tối 7 tháng 9, sáng 8 tháng 9, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, từ 80 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Chiều và đêm 8 tháng 9 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to, từ 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Chiều tối 7 tháng 9 đến sáng 9 tháng 9, Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to, phổ biến từ 100 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin
thiệt hại sơ bộ đến 17 giờ ngày 7 tháng 9 như sau. Về người, 4 người chết, Quảng Ninh 3, Hải Dương 1 và 78 người bị thương, Quảng Ninh 58, Hải Phòng 20. Về tàu thuyền, 5 tàu xi măng, 1 tàu gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu Quảng Ninh, 1 tàu vận tải Huyền Trang 2 Hải Phòng bị đứt neo trôi giạt. Về điện lực, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương mất điện diện rộng. Về nhà ở và cây xanh, nhiều nhà ở bị hư hỏng, tốc mái và hàng nghìn cây xanh bị ngã đổ tại các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang.